em đi ăn ngày có ba cử à? Dạ. À, em muốn là một kiểu người trưởng thành, điềm đạm. Đấy, giám đốc của tôi, ngài cung cấp mấy ngàn suất ăn. Nếu mà được như anh Trường Giang thì tốt hơn. Vui vui vẻ hả? Dạ, kiểu vui vẻ, biết ta chăm sóc gia đình. Aqua Selin, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Mời nhà trai. Mời em trai. Xin mời nhà gái. Ngồi đi chứ. Rồi, mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào MC Huyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan cùng tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Chào xin chào bạn nữ bên kia. Em tên là Vũ Quang Minh, em 30 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Ngàn Hoa và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đà Lạt đúng không em? Dạ, đúng ạ. Em làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang là giám đốc. Em có công ty cung cấp thức ăn cho các căng tin trong thành phố. À, là ở quận mấy em? Dạ, em làm ở quận Tân Phú ạ. Mời nhà gái. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và toàn nhà trai và toàn thể quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Đinh Phạm Minh Hậu, năm nay 25 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành Thủ Dầu Một, Bình Dương. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em làm kỹ thuật viên spa. Rồi quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Đắk Nông ạ. Rồi nhà gái của chúng tôi quê Đắk Nông, làm việc tại Bình Dương. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em nó là vui vẻ, hòa đồng, tính tự lập rất cao, chu đáo và rất là chịu khó. Khuyết điểm? Em có khuyết điểm là có lúc hơi nóng tính nhưng mà có chừng mực. Và ngoài ra em có một khuyết điểm là kỹ năng làm việc của em rất là nhanh nhưng mà em ăn rất là chậm, cho nên nhiều lúc gây khó chịu cho những người mà lần đầu đi chơi hoặc đi ăn với em á. Em ăn chậm là sao? Là em ăn em ngồi em nhơi hay là em? Dạ em không ăn, dạ em không ngồi nhơi mà em vẫn ăn bình thường, vẫn ăn đều nhưng mà sau đó là ăn chậm hơn mọi người khá là lâu ạ. Rồi nhờ mời nhà gái. Nhà gái nói về mình đi cưng, ưu điểm. À, ưu điểm của em là nhẹ nhàng. Chị thấy em là nhẹ nhàng rồi. Dạ. Em nói nó cũng nhẹ nữa. Luôn nó không nhớ gì luôn. Đúng quá hả? Dạ. Không phải là nóng tính mà nhờ nhẹ nhàng dạ. Đỡ. Cũng không giỏi lắm. Nóng tính mà gặp mà lớn tính là chắc quồ. Gọi là dễ quạo luôn á. Nhược điểm của em là hay quên, nên là hay quên lắm luôn. Bữa nay là hay quên lắm. Mình có quên không em? Dạ không ạ. Giám đốc sao quên được đúng không? Dạ, đúng rồi, em nhớ rất là giỏi. Một ngày bao nhiêu suất ăn mà quên là mệt lắm á. Dạ, ngày mấy ngàn suất ăn là coi như phải làm. Mấy ngàn suất luôn á hả? Dạ. Ui, hay dữ ta. Em cung cấp cho hai suất ăn cho MC mỗi ngày được không? Dạ được ạ. À. Đúng rồi. Để tôi qua tôi xin. MC ăn ngày có ba cử à? Dạ. Được không? Dạ được ạ. Em mà cung cấp thức ăn cho chị Lan á là thức ăn em dễ bán đắt lắm á. Bởi ngoài chị ăn chị còn rủ bạn bè mua nữa kia đó. Chỉ có cái mù thiếu thôi. Giỡn thôi chứ nè, bây giờ nói cho chị Lan nghe. Là muốn ăn thiệt chứ không phải giỡn. Giờ vô chủ đề chính là nói cho chị Lan nghe là bao nhiêu mối tình rồi. Dạ em trải qua 3 mối tình ạ. 2 mối tình đầu đều có dài 2 năm. Còn mối tình gần đây thì chỉ có 6 tháng. Sao chia tay? Dạ nó cũng giống như bao cặp đôi khác, nó cũng tùm lum tí cho hết chị. Bây giờ trong 3 mối tình mình chia tay rồi đó, mình thấy mình có sai điều gì không? Trong các mối tình đó đại đa số là bạn nữ cắm sừng em là nhiều. Và sau đó em vẫn tha thứ nhưng mà vẫn mắc lỗi lại. Cho nên em sau đó em lại cương quyết là từ bỏ. Đúng rồi, phải cưa sừng bỏ luôn chứ. Dạ. Rồi thế tội nghiệp không? Thì em cũng hay dễ tha thứ đó chị. Chung thủy đó. Dạ em rất chung thủy. Đúng rồi, đàn ông bao giờ cũng chung thủy em ơi. Kể cho chị Lan nghe bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Rồi sao? Dạ, ở mối tình đầu thì kéo dài có 3 tháng đấy ạ. Hả? Dạ. Ít vậy? Dạ. Rồi mối tình thứ 2 thì có 6 tháng đấy ạ. Trời ơi, vậy là yêu không có được nhiêu hả? Dạ. Yêu tổng cộng có 9 tháng à. Chắc chưa có gì hết đâu. Chưa có gì. Bây giờ là em muốn mối tình kế tiếp là một người thế nào là hợp với em nè. Dạ, em muốn một kiểu người trưởng thành, điềm đạm. Đấy, giám đốc của tôi, ngài cung cấp mấy ngàn suất ăn. Dạ. Còn gì nữa không? Nếu mà được như anh Trường Giang thì tốt hơn. Vui vui vẻ hả? Dạ, chồng vui vẻ, biết chăm sóc gia đình. Anh Trường Giang là chiều vợ dữ lắm. Để qua đây hỏi coi có giống anh Trường Giang không? Chăm sóc gia đình được không? Dạ được ạ, em làm vui tốt. Vui vẻ không? Dạ rất là vui vẻ hài luôn. Hài hước không? Rất hài hước luôn. Đó. Lo mấy ngàn suất ăn phải gọi là biết cách chăm sóc. Biết cách chăm sóc mọi người luôn. Quan trọng là em thích một người thế nào?
Đầu tiên là về ngoại hình đó, thì em cũng một người phụ nữ ưa nhìn xinh xắn một chút, mà quan trọng là bên trong. Bên trong nào? Bên trong đó là bên trong chị không coi được, chị coi bên ngoài được. Không, có nghĩa là tâm hồn mới đúng. Tâm hồn cô ấy là một người phụ nữ lương thiện, sống tích cực, trung thủy, biết có ý thức giữ gìn sức khỏe và biết nấu ăn nữa thì càng tốt. Thật ra những cái mà em đưa ra là chị thấy bạn nữ có hết. Được. Bạn nữ rất là xinh. Em gái đi với ai em gái? Dạ em đi với ba đồng nghiệp ạ. Dạ em xin chào MC Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Em thấy Hậu là một người rất là dịu dàng, nhẹ nhàng ạ, cũng hiền lắm. Theo em thì anh bên này về ngoại hình thì cũng phù hợp với Hậu đây, và đủ tiêu chuẩn của Hậu cần một người kiểu điềm đạm, lo lắng cho bạn gái. Dạ thì nếu mà được thì em mong Hậu và anh cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau tiến xa hơn. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn em. Còn em đi với ai em? Dạ hôm nay em tới chương trình quay với một mình ạ. Ừ rồi không sao. Có anh Quyền Linh lo. Anh sẽ hỗ trợ cho em ha. Dạ. Bây giờ chúng mở ta rào. Mở rào. Bắt đầu đi giám đốc. Dạ. Bản lĩnh như một giám đốc nào? Hôm nay em tới chương trình em có món quà em tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em có món quà tặng cho anh ạ. Đây là một cuốn sách mà em rất là thích, mong anh thích. Rồi, anh cảm ơn em. Hai bạn đều tặng nhau sách. À, sách của em là gì? Thì em thì thích đi du lịch, thích đi làm nữa. Thích đi làm nữa. Còn lại thì em thích ở nhà, cũng kiểu thích đi chùa. Chùa. Dạ. Nói chung là thích nhiều lắm. Dạ. Còn anh thì sao ạ? Anh cũng thích đi du lịch. Dạ. Thì anh cũng đi rất là nhiều quốc gia trên thế giới rồi. Dạ. Đi khắp Việt Nam nữa, đi phượt nữa. Dạ. Thời gian rảnh thì anh thích đọc sách, tập gym, thích nấu ăn rồi cùng trò chuyện với mọi người. Thì quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Thì em thì cũng đơn giản thôi, kiểu như là phải có cảm xúc ấy, thì mình mới tiến xa hơn. Dạ. Thì quan niệm về tình yêu của anh đó là đầu tiên là mình tin tưởng nhau, rồi tôn trọng các quyết định của nhau trong cuộc sống, đặc biệt là phải trung thủy. Rồi mình biết chia sẻ cảm thông, rồi bao dung cho nhau những khi mà mình có hiểu lầm hay là những lỗi lầm gì đó trong cuộc sống mình bỏ qua. Công việc của anh hiện tại có bận hay gì không? Chỗ bận nhiều không? Công việc của anh chủ yếu là bận ban đêm và buổi sáng là chính. Còn ban ngày thì anh khá là rảnh. Coi như sáng học sinh ăn xong rồi rảnh luôn đó. Dạ đúng rồi, thông thường là cái đội giao hàng của em giao xong rồi coi như em hết việc rồi đó là em rảnh. Chúng ta quan điểm về hôn nhân gia đình với nhau thế sao nào? Ví dụ như sau khi kết hôn á thì em muốn mình sống ở đâu? Em thì nghề của em thì sống ở đâu cũng được hết á. Miễn sao là có phát triển được công việc mà được. Ví dụ như mà hai đứa chúng mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu á, thì sau bao lâu thì có thể tiến tới hôn nhân? Dạ, từ khoảng 2 đến 3 năm ạ. 2 đến 3 năm rồi hả? Dạ. Hơi lâu so với ý định của anh. Dạ. Nhiều khi yêu quá là đầu cưới liền đó. Quan trọng là em có làm cho người ta yêu quá hay không? Dạ. Rồi vậy thì bây giờ hai bạn, anh Nam đứng dậy nè. Dạ. Đó, tiến tới nè, tiếp xúc với cô gái nè. Đó, bây giờ thời khắc này là của hai bạn. Hai bạn sẽ tự giao lưu về cảm xúc với nhau để tự cảm nhận rõ nhất. Nắm tay nhau đi nào. Hôm nay tới với chương trình thì cũng là một cơ hội của hai đứa, thì cũng là một cái duyên. Thì nếu em sẵn sàng nắm tay anh thì bảo tố ngoài kia anh sẽ thay em gánh vác cuộc đời. Dạ. Em cũng không biết nói gì hơn. Không biết nói được. Câu trả lời để dành cho nút bấm nha. Dạ. Rồi mời các bạn về vị trí. Cái khoảng thời gian vừa rồi là giúp cho hai bạn cảm nhận lại tất cả những gì chúng ta đã trao đổi với nhau ở trên sân khấu này và đưa ra quyết định. Và quyết định đưa ra là phải có trách nhiệm với quyết định của mình, nên không phải đưa ra vì bất cứ lý do gì hết. Sau 3 tiếng đếm thì các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình nhé. 1 2 3 Như vậy chúng ta đã có duyên với nhau rồi đó. Dạ. Rồi nắm tay nhau đi các bạn. Chúc mừng các bạn đã hẹn hò với nhau. Yeah. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo.
thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách. Mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng. Nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Như vậy là cặp đôi họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Thép Vida KOA, tinh thần thép. Dạ, ưu điểm của em là nói chung là hay cười ạ, thích con nít ạ, cũng thích người lớn nữa, cũng thích người lớn nữa nha. Ưu điểm của em là siêng năng chịu khó, thích tìm hiểu những cái mà mình chưa biết được rõ anh. Đúng thích rồi. Đàn ông không nè trời? Dạ có. Nó Lan cười tươi ghê không? Tôi cũng vậy, tôi cười quá trời cười, tôi cũng có mối tình nè. Rồi trong cái nhóm bất động sản không lẽ công ty không có ai đàn ông hết trơn hả? Trời đất ơi. Aquaseline, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Xin mời nhà gái. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, chào anh Quỳnh Linh ạ. Xin chào em. Ngọc Lan ạ. Chào bên nhà trai và các anh chị đang xem chương trình ạ. Em tên là Phan Thị Tâm, sinh năm 1991 ạ. Quê Tâm ở đâu Tâm ơi? Dạ, em ở Nghệ An ạ. Tâm hiện tại đang làm công việc gì? Lúc trước thì em làm điều dưỡng ạ. Ừ. Dạ, em mới chuyển nghề qua xe bất động sản ạ. Ủa, sao cái vậy? Sao nó chuyển qua 360 độ luôn vậy? Dạ. Không thì cũng là chăm sóc khách hàng thôi. Dạ. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn gái kế bên. Và chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Em tên là Lại Văn Dùng, hôm nay 31 tuổi, em đến từ Hải Phòng. Công việc hiện tại của em là làm điện lạnh, chuyên tháo lắp sửa chữa máy lạnh ạ. Bên kia bất động sản xây nhà xong gắn máy lạnh vô thôi đúng không? Dạ, em cũng hy vọng là thế. Mời nhà gái cho chúng tôi biết ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em là nói chung là hay cười ạ, thích con nít ạ, cũng thưa thích người lớn nữa, cũng thích người lớn nữa nha. Biết nấu ăn. Dạ. Ủa? Biết nấu cho gia đình ăn cơm ạ. Dạ, nhưng mà ít nấu ạ. Biết nấu ăn nhưng mà dạ. Ít nấu. Trời, cô này cũng thú vị thiệt. Rồi, em trai, ưu điểm của em là gì? À, ưu điểm của em là siêng năng chịu khó, thích tìm hiểu những cái mà mình chưa biết được rõ anh. Em hay thích ca hát. Ca hát luôn? Dạ. Hát gì cho nó vui vui nè. Chuyện tình yêu trên thế gian như một giấc mơ, đời hợp tan như gió mây nào ai có ngờ. Chuyện tình tôi mãi mãi như bài thơ rạng rỡ, nhớ nhau nửa vầng trăng trường. À chết ạ. Có cười, có cười. Bên đây có cười. Cười mà cười rung rinh luôn á. Cười rung rinh luôn em gái hả? Dạ. À đó, cười tươi thế. Còn mấy mối tình này? Dạ chưa có. Thiệt không? Dạ thiệt. Chưa có luôn hả Tâm hả? Có kỳ với em. Hay là tại cười hoài nữa. Chắc vậy. Nó Lan cười tươi ghê không? Tôi cũng vậy, tôi cười quá trời cười. Tôi cũng có mối tình nè. Hay là đồng cảnh hả chị? Ừ. Thiệt luôn à, đó giờ em không có thích ai không? Chưa. Em nghĩ là chắc là do môi trường làm việc của em á. Với lại cái môi trường em tiếp xúc á, hầu như là nữ không à. Nhưng mà hồi đó đi học là có cà rút anh nào không? À dạ không ạ. Không luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Em có cảm xúc không? Có gặp đâu mà. Có gặp đâu mà có cảm xúc hả? Rồi trong cái nhóm bất động sản không lẽ công ty em không có ai đàn ông hết trơn hả? Trời đất ơi. Vàng này không vậy đó hả? Sao xui xui vậy? Dạ toàn gái đẹp thôi ạ. Không có trai đẹp. Rồi có thích gái đẹp không? Dạ có. Thích hết rồi. Gái đẹp cũng thích thôi, ai thích nữa. Em cũng thích gái đẹp nữa hả? Dạ có, trai đẹp gái đẹp đều thích ạ. Hồi đó giờ có nắm tay đàn ông lần nào chưa? Dạ chưa ạ, nắm tay em thì có.
Trời đất ơi. Em trai có. Người kỳ lạ vậy ta. Trời, hồi nữa mà bà được nắm tay chắc bà đứng bà cười ngất. Nghe thấy sao? Em để hoang mang quá. Gì hoang mang? Nghe mình khoái chứ hoang mang gì? Hiếm lắm đó em. Nguyên luôn. Có nguyên đai nguyên kiện chưa khui luôn. Nguyên luôn. Còn em có mấy mối tình đây? Em có 2 ạ. Mấy năm? Mối tình đầu tiên là cái thời em còn sinh viên thì mấy là năm? 3 năm. Rồi mối tình thứ hai? Tình thứ hai là từ lúc quen tới lúc mà chia tay là 6 năm. Rồi sao chia tay? Do bạn gái chưa muốn lập gia đình còn muốn lo cho em út học xong rồi. Còn em thì em muốn lấy. Dạ. Thế là em không chờ người ta? Em cũng cho bạn gái một thời gian dài để bạn gái suy nghĩ lại. Ừ. Nhưng bạn nhất quyết là muốn lo cho em út học xong. Ừ. Thì sao em, nếu em thật sự thương người ta thì phải chờ chứ. Em lo phụ luôn. Dạ, em có nói là em phụ. Ừ. Nhưng mà bạn gái không có chịu. Không chịu luôn. Giống như kiểu bạn ấy giờ không muốn nữa, là muốn tự lập thôi, không muốn nhờ anh vả gì ra. Rồi thế tự nhiên em xa người ta luôn. Dạ, rồi sau này là em mới đi vào trong này em làm. Ừ. Đi từ từ tình cảm phai nhạt dần. Buồn quá bỏ vô thành Hồ Chí Minh làm việc đúng không? Dạ. Từ từ phai nhạt đúng không? Đường tình duyên bên đây trắc trở quá ha. Bên đây suôn sẻ lắm. Rồi thôi được rồi. Đến qua anh gặp cô gái thú vị này coi. Hình như trong cuộc sống này còn có một vài người như em đó. Bởi con bé nó cười hoài đúng thích rồi. Thích đàn ông không nè trời? Dạ có. Bây giờ ví dụ mình không thích bạn trai, nhưng mà ví dụ mình coi tivi hay là mình coi cái gì đó, mình có ngưỡng mộ một, mình có thích một cái người đàn ông nào không? Dạ Lee Min Ho. Gì? Thích Lee Min Ho. Lee Min Ho hả? Ho hay ho? Kêu sao kêu à? Nên là bây giờ là mình ước ao là bạn trai mình là à, không, mình ước mình thích đẹp thôi, nhưng mà à, mình bạn trai thì tất nhiên không có như vậy đâu, nên thành không ước cao vậy. Vậy giờ mình muốn có bạn trai như thế nào? Cao hơn em chút, bởi vì em lùn. Cao có cao đó, mặt mày sáng sủa. Sáng. Dạ, nhìn là thấy thôi, còn gì rồi nữa? Gì nữa? Hiền lành, tử tế, cũng biết lo cho gia đình, công việc ổn định, có hết á. Hình dáng sao? Mập ốm vuông tròn? Thì không mập hơn em mà được ấy. Yên tâm. Chắc chắn là không hơn. Mỏng hơn em chút. Dạ. Dạ hết rồi. Đơn giản thôi. Đơn giản vậy mà trong cái cuộc đời của mình từ hồi nào tới giờ không có ai lướt qua lướt lại mà. Dạ, thật kỳ mà để mình trốn thích hết được rồi. Nó trốn hết rồi. Gì trốn? Ai đâu trốn? Biết. Trốn hết rồi. Bội chắc bà không thích đàn ông hay gì á. Không, chắc bé này nó làm sao á. Không thích đàn ông hay sao? Nó còn giấu giếm cái gì á. Giấu cái gì á. Không biết nó không thích đàn ông đâu ạ. Đúng không? Em cầm video nói giùm anh cầm coi. Cầm video đúng rồi, cầm video lên nói đi. Em cầm video nói giùm anh coi nào. Này thì em gái của em thôi. Em gái luôn hả? Vâng. Sao? Nhưng mà thực chất là bạn đấy không phải là không có bạn trai đâu. Ừ. Rất là nhiều đấy, nhưng mà bạn đấy không có cái tính giống như mạnh dạn để tiếp xúc với người ta. Ví dụ bạn đấy có thể ngồi một tí xíu, chỉ cần người ta có một cái ý gì gợi ý về sơ sơ thì bạn đấy có thể đi vào mặt. Cô ấy không có tiếp người ta nữa. Cho nên bởi thế tới giờ này. Em có thấy bạn em của em là thích một người nào không? À không. chưa có cảm xúc. Lạ vậy đó. Có khi nào để ý bạn em có cảm xúc với phụ nữ chưa? Càng không luôn anh ạ. Không có cảm xúc rồi, với lại là chưa đúng đối tượng. Trời bây ơi. Giờ mình sẵn sàng cho cảm xúc của mình chưa? Làm gì sẵn sàng rồi, từ đó giờ nó chưa bao giờ có cảm xúc mà sẵn sàng cái gì? Trời ơi, sao tôi lo. Nhưng mà thật ra cô này có duyên nha, dễ rất thương nha. Mà nói chuyện rất là vui nữa. Hả? Em cảm ơn anh. Có duyên dễ thương đó. Rồi bây giờ chàng trai của chúng ta nè, thích cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Em muốn bạn gái là chịu khó làm ăn, và cũng không thích bạn gái mà nhậu nhẹt. Ở đây là chịu khó làm ăn rồi đó. Còn ngoại hình thì em cũng không cần phải cao ráo xinh xắn gì cả. Quan trọng là biết thương yêu nhau là được. Nãy là chúng ta đã hỏi nhà gái rồi. Đúng không? Bây giờ chúng ta hỏi nhà trai đi. Nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp của em, là bạn của em. Dạ. Em chào anh Nguyên Linh và chị Ngọc Lan ạ. Chị chào bạn nữ bên đây. Bạn Nhung dễ thương không? Nói chung là hiền, không biết uống rượu, vui vẻ lắm. Có gia trong trưởng công không? Việc thì ảnh làm có trách nhiệm lắm. Chứ không có... Có gia trưởng không? Dạ không. Em thấy bạn nữ bên đây thì nói chung là vui vẻ, hòa đồng thì nói chung là hai bạn một chút gặp nhau thì nếu mà cảm động thì mình nhấn nút cho nhau cơ hội thôi. Nhà gái chứ cảm nhận nhà trai thế nào? Em là em gái của chị Tâm ạ. Thì em thấy anh cũng hiền lành, thật thà. Hai anh chị cũng đã lên đây rồi thì cứ cho nhau một cơ hội. Quan trọng chị em khó cho ai cơ hội quá. Thì không, bây giờ không có hỏi nhau nữa. Mà để hai bạn tự hỏi nhau đi. Mở rào.
Tới đi Nhung. À, Ngọc, nào anh có món quà tặng anh. Dạ, em cảm ơn ạ. Thì em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Rồi, em cảm ơn. Như là kỷ niệm ạ. Dạ, anh chào. Mở coi gì đây, Nhung. Để chị Huy. Cái voucher mua bất động sản đó. Chết thắt lưng ạ. Thắt mì gì chứ phải cắt bớt quá. Lần đầu gặp nhau thì cũng chẳng biết nói gì. Anh cũng chỉ biết chia sẻ với em chút về công việc của anh. Dạ. Hầu như là không có ngày nghỉ. Thứ bảy chủ nhật là làm hết. Cái thứ nữa là công việc thứ bảy chủ nhật còn nhiều hơn ngày thường, nên là nếu như mà có gặp nhau thì là mình sẽ phải sắp xếp thời gian từ trước. Bởi vì thời gian đa số là dành cho công việc, nên là đi từ sáng đến tối mới về. Nên là nếu như mà mình có quen nhau, có hẹn hò với nhau á, thì anh cũng mong em hiểu, thông cảm cho anh. Em thì cũng lần đầu mới gặp anh thì cũng chưa có biết gì nhiều về anh. Thì hy vọng là thông qua chương trình này cũng như nhờ anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan kết nối, cũng như là có duyên thì mình sẽ nói chuyện cũng như là cho nhau cơ hội đó. Dạ. Anh có cái điều này muốn nói với em là anh có một câu hát muốn tặng cho em. Dạ vâng. Mà em có muốn nghe không? Dạ có. Tình cờ anh gặp em trong vườn hoa đêm trăng rằm, trộm nhìn em thật lâu anh ngẩn ngơ em biết chăng. Người như đóa hoa hồng, em cười như những nụ hồng, đã làm cho lòng anh kể từ đây biết nhớ mong. Nhìn em yêu hồn nhiên như nàng tiên giáng trần, lòng thầm mong ngày sau anh và em sẽ sánh duyên. Tình ta mãi lưu truyền, nỗi nàng tiên quá dịu hiền. Của đời anh người ơi, anh ước mong có vậy thôi. Hồi nào giờ có được con trai nói những cái lời đó với mình chưa? Dạ chưa. Ồ, vậy là giờ chắc rung động dữ lắm rồi đó. Thì nếu như mà được quen với nhau mà tìm hiểu nhau thì em dự định là khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân? Càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng tốt. Hay quá, đúng ý anh. Giờ muốn đám cưới xong á rồi đẻ con liền hay từ từ mới đẻ, hay là các bạn thích bao nhiêu con, hay là thích con trai đầu hay gái đầu, hay bạn bàn với nhau đi. Theo em thì em thích con trai con gái. Trai gái gì cũng được hết ạ. Thích mấy đứa? Thích đông. Đủ gái hay trai chị hai là đủ em. Không bàn đâu ra câu chuyện phải không? Ủa chưa bao giờ nắm tay con trai luôn, em bước tới đi. Anh có thể nắm tay em được không? Nắm đó, tới luôn. Tới cười nè. Tới luôn, tới nắm luôn. Anh hy vọng là khi em đồng ý nắm tay anh, không chỉ dắt em qua chương trình mà sẽ cùng anh đi suốt quãng đường còn lại. Trời ơi. Nè, đây chị ôm cho. Nhìn nhau nè. Đó, hai bạn cảm nhận như thế nào về nhau? Thì những gì mà anh chia sẻ với em ấy thì đều là thật lòng. Dạ. Hy vọng là sau này có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ có cả em ở bên cạnh anh. Dạ vâng. Hai bạn đưa tay vào nút bấm nào. Thật ra chưa bao giờ bạn Tâm có một cảm xúc với một người nào đó. Đó cũng là một điều rất là khó. Quan trọng là bạn Tâm suy nghĩ như thế nào và cảm nhận như thế nào về đôi bàn tay đó, về ánh mắt đó. Và sau khi các bạn quyết định là các bạn phải có trách nhiệm với quyết định của mình, chứ không phải chúng ta lên đây để giỡn, để bấm nút rồi thôi. Nếu không thích, chúng ta không nên bấm. Bởi vì bấm chúng ta sẽ làm mất cơ hội của người khác. Còn nếu chúng ta cảm giác rung động, mình cho người khác cơ hội và thật sự bấm bằng trái tim của mình nha. Nào, chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng em. Chúc mừng hai bạn. Trời, tôi mừng quá. Nắm tay nhau đi. Đây, nắm thế này. Cảm giác sao em gái? Dạ, hơi run. Chị Lan hy vọng rằng là em gái sẽ mở lòng mình ra để biết được là mình đang cần cái gì, mình muốn cái gì, và để cho người khác tiếp cận sâu hơn với mình và để người ta hiểu được mình. Đây là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách,
Mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng. Nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, đây là phần quà các bạn. Rồi, các bạn đi xuống bên đây và nhà gái sẽ tặng cho các bạn một bó hoa. Hãy chào nhà gái, chào nhà trai đi. Chuyện tình dục trong hôn nhân có quan trọng không? Theo em nghĩ là có quan trọng chứ. Thứ nhất là không đáp ứng được thì cũng hơi khó. Theo em sẽ tạo hết cái điều kiện để cho được hòa hợp. À, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi ngày hôm nay. Dạ, em sẽ chào anh ạ. Dạ, vâng, chào cô. Rồi, bây giờ anh đợi Tường chút xíu. Tường sẽ ra mời bạn gái của mình vào rồi mình bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay nha. Dạ, vâng, chào em. Dạ. Rồi, em. Đây, đây. Đây, ghế đây. Rồi, ngồi lên phía trước. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Bây giờ thì Tường mời hai anh chị sẽ giới thiệu lớn ha, rõ ràng để cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Dạ, mời anh ạ. Dạ, chào chị Cát Tường. Em là Đinh Xuân Hùng. Hiện nay là cư trú tại số nhà 74 đường Hùng Vương, Di Linh, dạ, Lâm Đồng. Và... dạ. Anh Hùng đang làm công việc gì ạ? Dạ, anh là em học về bên Đông Y. Là bây giờ mình có phòng mạch hay là mình đi làm ở đâu anh ạ? Dạ, làm trực tiếp ở nhà luôn ạ. À, cũng được hơn chục năm nay. Hơn chục năm. Đông y là mình chuyên về cái gì anh? Về cái bên cột sống hoặc thoát vị hay là gọi là thái hóa gan hay là ép cái chuỗi thần kinh tọa. Ồ, chà, cái này là đúng bệnh Cát Tường luôn nè. Thoái hóa cột sống cổ 3 và 5 mà mười mấy năm nay rồi đó anh. Chắc phải xin anh vài bài thuốc quá. Dạ, cho hỏi là anh Hùng là năm nay là anh bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, em 52 tuổi. Rồi, sẽ mời chị gái bên này. Dạ, em chào MC chị Cát Tường, chào anh bên kia. Em tên là Huỳnh Thị Lệ Hoa, 37 tuổi. Hiện tại em làm kế toán ở Bình Dương, quê em là ở Bình Định. Dạ, từ đó lên Di Linh cũng hơi xa đúng không anh? Khoảng bao nhiêu cây số anh? Hơn 200 cây. Wow, dữ vậy hả? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Ưu điểm của em là em nấu ăn ngon, sắp xếp việc nhà nói chung là gọn, hoạt bát, hòa đồng. Nhược điểm thì nói chung đôi khi thẳng tính. Bạn bè nếu mà hiểu thì dễ thân, nhưng mà không hiểu thì cũng dễ mất lòng. Thế còn anh nghĩ mình có những ưu điểm, những khuyết điểm gì? Em hay tìm hiểu về những bài thuốc ở Đông Y, cũng quan hệ bạn bè cũng vui vẻ. Còn cái điểm yếu thì em nấu ăn thì nói chung là nó cũng không được ngon lắm. Tất cả cái mọi việc thì cũng làm được nhưng mà nó cũng không được nhanh nhẹn lắm mà. Trong cái công việc của anh là anh nhanh nhẹn là được rồi. Về tình trường thì anh có thể nói rõ hơn cho bạn gái bên đây nghe về... Dạ, trước thì có lập gia đình thì... được sinh được một cháu thì 16 tháng là mẹ cháu mất. Cũng lúc cái điều kiện nó cũng khó khăn thì cũng cứ thủi thủi làm nuôi cháu, thì đến cháu nó học hết cấp 3, cháu đi lập gia đình. Là hiện giờ anh sống một mình? Thế bây giờ là có một mình. Dạ. Cũng có, sau khi cháu nó lớn lớn thì cũng có một đôi hai người, nhưng mà cũng cái cảnh gãy gánh nhưng mà thấy nó không phù hợp. Bố mẹ anh em mới bảo bây giờ là như thế này ở này không được. Bây giờ thì em cũng nhà cửa thì cũng có cái nhà cấp 4 cũng bình thường, cũng gọi là được rồi. Rồi, vậy thì cũng tốt rồi. Thế còn tình trường của mình thì sao ha em gái? Tính tới thời điểm hiện tại thì em đã trải qua 3 mối tình, chung thì cũng không có cái mối tình nào dài hết. Khoảng 1 năm hơn là kết thúc rồi chị. Lý do tại sao mình lại chia tay? Có cái mối tình đầu là do là lúc đó em mới ra trường. Người đó giống như là muốn cưới á, cho nên em cảm thấy mình chưa có gì hết, cho nên mình không muốn. Rồi. Còn hai mối tình sau thì em nói chung trong quá trình tìm hiểu em thấy không có hợp, do là người ta gia trưởng quá chị. Giống như là không có phụ giúp đó chị. Nói là phải nghe đó. Không biết thì anh có tính này không hả anh? Dạ không, em thì... Em là, anh là gốc người Bắc đúng không? Dạ, em là đặc người Bắc ấy. Là không như vậy. Anh có phụ giúp vợ làm việc nhà không? Dạ em làm được. Em muốn người bạn thì... gọi là từ cái ăn mặc hay là từ cái đoàn hoàng. Em có ngại khi mà lấy một người chồng đã một lần gãy đổ rồi có con riêng rồi không? Cũng hơi ngại một xíu.
em thì giống như là mình chưa có trải qua, cho nên cũng sợ chị, sợ mình không có đảm đương tốt. Ở đó anh 52 tuổi là còn rất trẻ, không có lớn hơn em bao nhiêu hết. À, thật ra cái tuổi đó cũng không phải là lớn. Anh hai con ảnh thì bây giờ cũng đã lập gia đình ở xa rồi. Ảnh coi như cũng một mình là coi như là cũng độc thân thôi. Dạ. Chỉ có điều thì có thể là trong cái cuộc sống anh đã trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm khó khăn nhiều hơn mình thôi. Dạ. Chứ chị nghĩ là nó cũng rất là phù hợp. Anh có khó tính không? Dạ em không có khó tính đâu. Có kỹ tính không? Dạ không, em bình thường nè. Tại vì nãy anh có nói là anh thích, anh muốn là bạn vợ anh là ăn mặc độ đàng hoàng, thì theo anh như thế nào là đàng hoàng? Cho nó được đẹp đẽ một chút, bất kể làm cái công việc gì thì nhẹ nhàng lịch sự đúng không? Dạ. Dạ thôi em cũng hiểu ý anh rồi. Rồi đây em nhìn đi, ảnh ở trong đó đó. Đây có cô gái đó trong đó, anh cứ lựa thử lựa chọn xem rồi cái cảm nhận của mình hôm nay có đúng không? Này chị. À, lý do sao em chọn anh đó? Cảm giác của em. À cảm giác. Dạ. Thì thật sự cũng có hai anh thôi đúng không? Anh này thì trẻ quá đúng không? Dạ, 2, 4, 5 cô rồi ạ. À, cô nào đây? Em có thể cho anh một cái gợi ý đi em, chứ năm cô đúng là giống nhau khó thiệt luôn á. Hình ngồi hết chị? Hình ngồi năm cô. Tóc dài chị? Rồi ai cũng tóc dài hết, anh lựa đi anh, tóc dài. Về là đây ạ chị. Rồi anh cứ giữ nguyên vậy nha, cặp này tôi thấy được là tôi gả luôn á. Rồi bây giờ thì mở cửa trái tim ra. Khoan em có mấy câu hỏi á. Rồi nhờ em hỏi chị, đi. Nhờ chị. Nhờ chị hả? Rồi. Cổ trước khi muốn nhìn thấy mặt anh này, cổ muốn nhờ Cát Tường hỏi anh mấy câu hỏi. Trời ơi cái gì dài dữ vậy? À cái này là cổ vừa đặt câu hỏi mà cổ đã trả lời luôn rồi. Bây giờ em hỏi anh trả lời nhanh, thử coi có trùng khớp cái gì với cổ hay không. Anh nghe nha. Câu đầu tiên, bạn mô tả cô gái hoàn hảo bằng 4 từ nào? Trời ơi khó quá. Tự nhiên đột xuất quá, nhưng thi trắc nghiệm. Em thấy khó quá. Cổ ghi rằng là lắng nghe và thấu hiểu. Theo anh, bản chất tốt nhất của anh là gì? Thì em nghĩ đạo đức thôi. Cổ ghi là biết lắng nghe, tôn trọng và chung thủy. Tốt nhất mà ghi dài quá à. Tốt nhất là một cái thôi cô. Anh thích nghỉ cuối tuần làm gì? Có thời gian nghỉ ngơi thì anh thích làm gì? Dạ em thấy là cùng gia đình đi. Trùng khớp. Bên đây là sum họp gia đình. Là cùng với gia đình đi chơi đúng không? Vâng. Dạ. Quan niệm của anh về sống thử trước hôn nhân? Khó em. Có gì đâu khó anh. Nghĩa là anh thích, anh không thích, đồng ý hay không đồng ý thôi. Dạ thì em cho đồng ý đấy. Đồng ý, bên này không đồng ý. Bạn thích vợ đi làm hay ở nhà chăm con hơn? Nếu mà có con thì theo em này muốn là để ở nhà vợ chăm con. Cổ ghi mình thích đi làm. Anh thích bạn gái vợ ăn mặc như thế nào? Em thích anh mặc gọi là cho nó gọn gàng. Gọn gàng. Bên này ghi là không quá hở hang. Bạn sẽ làm gì nếu ba mẹ hoặc người thân không thích bạn gái của bạn? Cái đó thì em phải biết phân tích và bảo vệ, mà gọi là bảo vệ cho bạn gái và phân trùng, tích nhỉ? Trùng khớp, thuyết phục và đưa ra ưu điểm của người yêu ha, cũng nhằm bảo vệ người yêu. Bạn còn giữ tình bạn với người yêu cũ không? Dạ không có hả? Không có người yêu cũ đâu mà giữ. Ta có người vợ mà mất mười mấy năm rồi nên là không có. Bên này bạn gái ghi là không nên vì nó ảnh hưởng đến hiện tại. Rồi câu hỏi cuối cùng, khi hai vợ chồng cãi nhau đến căng thẳng thì anh sẽ làm gì? Chắc chắn là em sẽ bỏ đi. Cũng em khá, bỏ ra ngoài. Khá trùng khớp, im lặng và bỏ đi ra ngoài. Bạn tự chấm điểm đi ha, không biết là được trúng bao nhiêu ý trong cái bài test của bạn. Cũng là một cái rất là hay, chúng ta có thể hiểu được nhau hơn một tí. Tại vì ít phút của chương trình thì khó hiểu nhau được hết lắm. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn vào tấm hình lúc nãy và chúng ta xem phần dự đoán của chúng ta, cảm nhận của chúng ta về người đối diện có đúng hay không nha. Mời hai anh chị. Chào em. Dạ. Sao ạ? Em gái thì chắc chắn là đúng rồi ha. Chỉ có hai sự lựa chọn quá dễ rồi. Thế còn anh thấy mình chọn đúng không? Dạ em thấy đúng. Hay, ảnh hay. Năm người, ảnh chỉ vô nghe em là chị thấy hay. Trong khi em rất đặc biệt là em có mình em đeo mắt kiến nè. Mà năm người chị thấy cũng sàng sàng nhau mà ảnh chọn đúng em. Đó là cũng một cái giác quan rất là hay. Mà sao anh chọn tấm hình đó? Sao anh chọn cô đó? Thì em cũng gợi ý cho em một chút là thứ nhất là tóc dài. Thì ai cũng tóc dài mà. Vâng, thứ hai nữa là em nhìn thấy ngồi ở cái tư cách này thì em cũng cứ gọi là cảm nhận. Cảm nhận theo cũng cái ý thích của mình ha. May lại đúng thôi chứ. Anh, dạ.
Rồi, thôi được rồi, bỏ hình lên anh rờ hồi nát mặt cổ luôn nè. Rồi cái này sao anh? À. Trời ơi, anh rụt rè mắc cỡ giống như trai mới lớn vậy đó. Mình xin lên dạ, bạn em. Cảm ơn em. Dạ, một người đàn ông rất điềm đạm. Có vẻ cũng hơi rụt rè nha, chứ không phải là có vợ con rồi là có kinh nghiệm đâu. Hơi nhút nhát rụt rè đó. Cảm nhận đầu tiên của anh khi mà mở cái cửa trái tim này ra thì anh có cảm nhận như thế nào? Theo em cảm nhận thì em thấy là rất là tốt. Rất là tốt. Và rất là mến. Và hai nữa là có cái cảm nhận là em thấy là tốt rồi. Em thấy là tốt. Tốt là như thế nào anh? Thì anh thấy em là, tức là thấy nó dễ mến. Cử chỉ thì tươi cười đó thì anh thấy là được. Thấy dạ, thấy... cảm ơn anh. Thế em có cảm xúc gì không khi mà cánh cửa trái tim này mới mở ra? Em thấy ảnh hiền, điềm đạm. Đẹp hơn trong hình, đúng không? Có lẽ vậy. À, đó cái câu cần chủ chốt, không khen người ta một câu. Anh hơi nhút nhát, anh hơi rụt rè. Nãy giờ chị thấy anh ngồi là anh bấu tay rồi vậy nè. Trời ơi, người ta đàn ông không có ở một mình mười mấy năm rồi đó em à. Thôi bây giờ thì Tường sẽ dành không gian riêng cho hai anh chị để hai anh chị có thể trò chuyện với nhau. Bây giờ mời hai anh chị sẽ thưởng thức món ăn trưa rất là ngon tại nhà hàng Dậu Hậu Food. Xin mời hai anh chị thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng. Há cảo nè, bánh xếp thịt heo chiên, chả giò tôm phô mai, bánh bao sữa heo con và sủi cảo Bắc Kinh. À, đây là những món ăn theo ẩm thực Trung Hoa rất là hấp dẫn, nhìn rất là bắt mắt. Yeah. Rồi mình tâm sự với nhau ha, ít phút nữa các Tường sẽ quay lại. Yeah, tự tin lên anh nha, không có rụt rè anh nha, anh bẻ hồ quẹo hết mấy ngón tay khổ lắm luôn á. Mày à? Dạ. Mày anh. Anh nhìn em thấy em là người thế nào? Anh thấy em dễ thương. Thế anh thì thực sự ra là anh có tuổi rồi thật đấy, nhưng mà anh cái va chạm này anh ấy rất là ít. Dạ. Rượu thì anh không uống được, bài bạc thì lơ khơ, anh không biết đắn. Dạ. Anh có hút thuốc không? Không hút thuốc. Không. Anh chỉ uống có cà phê bình thường thôi, trà đặc cũng không uống được. Em có nghe anh nói là anh có con rồi. Thì anh... con anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Con anh thì đã lập gia đình mất rồi. Ờ. Con anh sinh năm 96 thì cháu lấy chồng là tháng 3 năm nay. Dạ. Có hay 24 về... tuổi. Là ở Bắc luôn hả anh? Cháu lấy chồng ở Bắc. À, anh có hay lên Sài Gòn không? Có cái đứa em gái đây ở Bình Chánh, anh cũng hay lên chơi, thỉnh thoảng anh lên. Dạ. Vì cái nghề anh thì anh làm cái nghề thuốc này thì thật sự anh làm nó lại khác người ta, nó không có như cầu kỳ như người ta. Anh làm thì những cái mấy cái môn chính anh học được thì anh chỉ làm mấy môn, còn những khác anh không làm. Dạ. Anh có thường hay đi du lịch không? Anh cũng hay đi du lịch. Đi một mình à? Thường thường là anh đi chẳng hạn có một hai ông bạn ở trên đó. Dạ. Em thì rất là thích đi du lịch nên cũng hay đi lắm. Anh thích bạn của anh ăn mặc như thế nào? Anh thích bạn ăn mặc là nó đẹp đẽ một chút. Hở hang quá được không? Không, và cái gọi là cũng có nhưng bình thường thôi. Tùy hoàn cảnh đúng không? Vậy là đừng có quá thôi. Còn thì nói chung là... Nếu mà anh lấy vợ về mà vợ anh đi chơi với bạn bè á, thì cảm giác của anh thế nào? Nó tùy theo. Nếu mà ví dụ như là cái công việc gì đó thì nó khác. Còn nếu bình thường mà ấy thì đi chơi bạn bè thì cũng không sao cả. Dạ. Cái chỗ là chơi lành mạnh không sao cả. Dạ. Mời anh ăn đi anh. Mời em đi. Dạ. Anh cái gì muốn hỏi em đúng không? Thế em có hay về quê? Dạ, thường là một năm Tết em về. Bình thường nếu mà có dịp gì đặc biệt thì em sẽ xin nghỉ về mấy ngày. Anh đi về Bình Định lần nào chưa? Anh thì đúng ra là về đấy chơi thì chưa đi. Đi qua thì đường ra Bắc thì phải đi qua. Những ngày xưa thì đi cái xe đò, nhưng mà có điều là có người thân thì không có. Trời ơi, sao bẻ đũa không ăn gì trơn vậy? Bẻ rồi gãy đũa anh, trời gãy tay rồi giờ gãy đũa luôn á. Nãy giờ mà hỏi có nói gì tới chuyện hôn nhân rồi gì không vậy? Có quan điểm yêu đương gì không? Dạ, trong ngoài không chị. Trong ngoài không à hả? Tại vì bây giờ em hỏi anh câu nè, thí dụ mốt anh lấy vợ nè, kinh tế trong gia đình ai là người quản lý? Đúng ra thì kinh tế là phải cái người nữ. Chứ còn nếu người nam thì có làm ra đồng tiền nhưng không nên giữ.
Vậy thì đúng rồi chứ anh còn đúng ra em tưởng anh còn có cái ý sao nữa chứ, thiệt là khổ ghê. Bây giờ Tường mời hai anh chị chúng ta sẽ bóc vài cái lá bài. Trong này có những cái yêu cầu của chương trình, mình đọc lên để mình tìm hiểu nhau kỹ hơn thôi. Đọc lớn lên chị. Theo bạn, chuyện tình dục trong hôn nhân có quan trọng không? Hồi nãy em hỏi anh đó là đó là tình dục mà trước hôn nhân. Thì là bên đây là nói không thích, bên đây thì nói là cũng được. Nhưng mà cái này là tình dục trong hôn nhân, có nghĩa là khi hai người đến với nhau, sống với nhau thì cái chuyện tình dục nó có quan trọng hay không? Theo em nghĩ là có quan trọng chứ. Thứ nhất là không đáp ứng được thì cũng hơi khó. Dạ. Ví dụ như là giờ bạn gái anh hay vợ anh là không đồng ý có tình dục trước hôn nhân, thì bây giờ nếu như kết hôn với nhau rồi, rồi mình sống với nhau mà tình dục mình không hòa hợp, thì lúc đó mình sẽ xử trí như thế nào theo anh? Tại vì anh nói nếu mà nó không hòa hợp thì nó cũng ảnh hưởng. Theo em sẽ tạo hết cái điều kiện để cho được hòa hợp. Dạ. Yeah. Còn em gái, em có suy nghĩ như thế nào? Em thì tại vì em cũng không biết, cho nên theo em nghĩ thì nó cũng không đến nỗi. Em rất hồi hộp với câu trả lời của anh, tại vì anh nói là nó ảnh hưởng. Bây giờ em hỏi rủi lúc đó không phù hợp thì anh làm gì, thì anh nó cố tạo mọi điều kiện để hòa hợp. Anh đã nói rất là đúng và anh cũng có cái giải pháp rất là phù hợp. Rồi, hoan nghênh anh nha. Bây giờ mời anh bóc một lá bài của chương trình. Sao ạ? Em nhìn là không được rõ lắm. À vậy hả? Rồi, nói thật điểm bạn không thích ở đối phương vì sao? Anh cũng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm thì em cũng cứ thẳng thắn. Làm sao mà mình hoàn hảo trong mắt nhau được hết, dạ, đúng không anh? Vâng, vâng. Hiện tại thì em cũng chưa có biết được là ảnh có cái nào em không thích thật sự. Còn nếu mà cái điểm nào em cũng thấy được thì vậy thì những cái điểm nào của ảnh mà em thích? À, em thấy ảnh là có vẻ là chất phác với lại là hiền. Theo em nghĩ là có thể là người đàn ông của gia đình. Có cái là em không thích ở anh là anh thích, em thì em muốn nếu mà lập gia đình thì em vẫn muốn đi làm. Nhưng mà anh là như có vẻ là anh thích là ở nhà, đúng không? Thích vợ anh ở nhà. Tại vì nghĩ rằng là anh thì anh nghĩ mà có con rồi thì sẽ đâu đi làm được. Anh có đảm bảo được kinh tế không? Về cái kinh tế thì khá thì không anh không nói, nhưng mà chắc chắn là sẽ được. Anh có nghĩ là mình sẽ sinh thêm con không? Em cũng nghĩ chứ. Mà sinh được một bé là cũng thấy là được lắm rồi. Và em thì đã có gia đình rồi, còn cô chưa có thì nhiều khi thì bắt buộc là phải có một cháu, đúng không ạ? Không có thì cô cũng suy nghĩ. Dạ. Rồi anh một mình làm, anh nuôi được ba miệng ăn trong nhà để mà đầy đủ hay không? Cái đó thì em làm được. Nhưng mà em thấy tại vì nhiều khi nhiều người đàn ông á là đưa tiền cho vợ á, không vợ đồng không là tiền á, có vẻ như là coi thường. Không, nó lại khác. Bây giờ như anh thì nó lại khác. Thứ nhất là nhà cửa thì em cũng có cái nhà cấp 4, em lo đầy đủ hết. Yeah. Cái công việc em ổn định, cũng còn một miếng đất ở bên Gia Lai nữa là 20 mét nữa thì cái đó thì em cũng để dành cho thôi. Cái người Bắc thì nó lại hay cái là tính sâu hơn và cái phải có cái dự trữ. Chị nghĩ anh nói như vậy là có nghĩa là anh sẽ được hơn nhiều như vậy. Anh chỉ là khiêm tốn anh nói như vậy thôi thì em cũng yên tâm. Nhưng thật ra đó là ý tưởng của hai người mới gặp nhau. Còn cái chuyện mình yêu nhau rồi mình còn trao đổi, có thể là em cũng ở nhà nhưng mà em sẽ làm thêm cái gì đó lặt vặt kinh doanh ở trong nhà để mà vừa có thể chăm con vừa quán xuyến và cũng có thể tăng được cái doanh thu, cái nguồn kinh tế cho gia đình. Hoặc biết đâu sau đó ở nhà phụ ảnh công việc, hay là mở rộng ra cái việc thăm khám bệnh của ảnh, hay mình bán thuốc men, hay mình phụ ảnh làm những cái thảo dược, biết đâu thì nó cũng là việc chứ không có ở không đâu em, đừng lo ở không nha em nha. Cái chia sẻ thì Tường nghĩ cũng đủ để hai anh chị hiểu nhau rồi. Thế thì bây giờ là cái phút quan trọng nhất, anh chị sẽ đưa ra cái quyết định của mình là có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu thật sự chúng ta thấy đối phương là một nửa mình đang tìm kiếm, mình thấy phù hợp, mình có sự xao xuyến thì chúng ta hãy bấm nút, còn nếu không thì chúng ta không bấm. Yeah. Nha, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Sau khi Tường đếm từ 1 đến 3 thì hai anh chị sẽ đưa ra cái quyết định của mình nhé. Mời anh chị nắm mắt lại ạ. 1 2 3 Đó, như vậy mới được nha. Làm chị hết hồn nè. Rồi, mời hai anh chị qua đây ạ. Thật sự là Tường thấy hai người hợp với nhau. Và Tường cũng hy vọng rằng là anh chị dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Dạ, và cũng là một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau ạ. Mời anh hãy hôn chị một cái nụ hôn để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau hôm nay ạ. Ngại gì anh ơi. Đây, xin
Trời ơi, anh ráng hôn cái gọng mắt kiến hay sao quý vị. Dạ, đây là những chiếc vé xem phim. Hai anh chị tranh thủ xem phim trước khi về nha. Ở rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Nắm tay nhau đi, trời ơi, buông tay nhau chi nè. Rồi, chúc mừng hai anh chị. Và bây giờ thì tôi xin nói lời chào tạm biệt. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh, bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, 12 giờ trưa thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Trả lời lại là cưới trước tôi thì hãy hạnh phúc nhé. Anh áo xanh thì hơi lịch lãm hơn một xíu. Tắt em mình mà vui lắm. Thấy cười thôi chị. Không, em sợ á. Em sợ em tỏ tình em dính. Hả? Cái gì? Cái gì? Tại vì kiểu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên là ôi chết, giờ mình tỏ tình dính phát rồi hẹn hò sao ta, mình không biết là bước tiếp theo phải làm gì ấy chị. Ủa thì đàn ông lo chứ em lo chi chuyện đó, em lo xa quá. Thì em có dự tính với bố mẹ em là năm 30 tuổi em mới lấy vợ. Cát Tường và Hiếu Minh Đạt xin chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản kết đôi như ý. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt roi 2 trong 1, giặt và giả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Nói nghe nè, em có ai làm mai chị không? Có ai làm mai chị không? Hả? Sao vậy chị? Tại chị có Tường đã từng tuyên bố hết dịch lấy chồng á, mà giờ hết dịch rồi mà chưa có chồng. Thì giờ chị đăng ký chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đi. Được không? Thiệt, lần này đâu coi được, em sẽ giới thiệu cho. Nhưng mà nhớ nha, soạn hồ sơ thấy ai hợp là ưu tiên cho chị trước nha. Gu chị là người nước ngoài hay là... Không, người Việt Nam. Trời ơi, mọi người ơi, thấy chị Tường xinh đẹp như vậy, gu người Việt Nam, nhẹ nhàng, dễ thương. Xem chị đẹp cái đi, dịch chị giảm 4kg luôn á. Nhìn chị mềm lem lắm. Mềm lem về chỗ làm việc. Và chúng ta sẽ đến với 4 người tham gia chương trình như thế nào đây. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón 2 bạn nam. Xin mời. Mời 2 bạn ngồi. Rồi, nhìn thẳng phía trước chưa? Giờ bây rồi. Giờ mời 2 bạn nữ. Ồ, chào em. Chào em. Hai cô gái đều xinh đẹp hết, nhưng mà mỗi cô gái đều có cái màu sắc riêng biệt của mình. Bên đàn trai của chị có hay không? Thấy cũng vui đó. Vui thiệt. Vì em căng thẳng quá vậy cưng. Vui không? Vậy vui. Vui hả? Rồi em tên gì? Chàng trai ở chiếc ghế màu xanh. Xin màu mời xanh. Em. Dạ em tên là Phạm Minh Phước. Năm nay em 24 tuổi. Nghề nghiệp của em là IT, nhân viên IT. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đang ở chỗ nào? Dạ, em ở quận Gò Vấp. Gò Vấp ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. Giống như trai xác hỏi quá ha cưng. Vui không? Vui không? Vui. Bây giờ chị mới thấy em vui á, chứ nãy chưa vui nha. Rồi cảm ơn em. Bây giờ bạn nữ ghế màu xanh, em tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ em tên là Thiều Thủy Thúy Vân, em 23 tuổi. Em quê ở Đồng Nai, em làm nhân viên ở bên khách sạn. Nhân viên khách sạn? Dạ. Là ở đâu, ở Sài Gòn hay là Đồng Nai? Dạ ở Sài Gòn. Chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ, mời em giới thiệu. Em xin chào hai anh chị MC. Và... Vậy hai chị MC hả? Hai anh chị. Hai anh chị. Yeah. Em tên là Hồng Gia Lân, năm nay em 31 tuổi, là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Ủa em cao mét mấy? Dạ em chỉ cao 1m75 thôi. Sao 1m75 là chưa thấy chưa đủ đi cao bóng rổ, mà sao em chơi bóng rổ? Bóng rổ là phải 1m8 trở lên đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, em lùn nhất sân. Em lùn nhất sân. Lùn nhất sân? Dạ. Mình có thi đấu giải thưởng gì kể nghe chị Tường nghe chứ coi. Em đang thi đấu giải chuyên nghiệp VBA của Việt Nam mình. Chơi được mấy năm rồi em? Em chơi cũng lâu rồi, chắc cũng phải 10 mấy năm rồi. Nhưng mà chuyên nghiệp thì chỉ mới 6 năm thôi. Rồi cái mùa dịch vừa rồi là coi như là bó giò bó cẳng, đâu có được chơi đâu gì đâu đúng không? Thực sự là mùa giải vẫn diễn ra, tụi em cách ly ở Nha Trang và thi đấu vừa mới xong. Hôm nay chúng ta có một chàng trai thể lực rất là dữ dội. Bây giờ nè, bạn nữ ghế màu đỏ em tự giới thiệu về mình đi.
Dạ, em xin chào các anh các chị đang có mặt trong trường quay cùng với hai bạn nam, cùng với chị nữ. Em là Đào Thị Mai, em vừa làm MC và vừa làm một công việc liên quan tới marketing nữa. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, còn quê thì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Nghe có cặp hồng đào rồi đó. Hôm nay mình tham gia chương trình ghép đôi thần tốc á, nhưng mà một người sẽ có hai cái cơ hội. À, cái này là tạm ghép đôi, ghế đỏ, ghế xanh là để cho dễ theo dõi câu chuyện thôi. Đúng không? Nhưng mà các bạn là có quyền là ngắm nghía cả hai cô ở hai chiếc ghế bên kia. À, các cô bên kia cũng có quyền ngắm nghía cả hai anh bên này luôn. Rồi ai mà mình cảm thấy thích hợp á, là mình cho mình chọp liền. Còn lỡ người ta không chọn mình thì sao? Người ta không chọn mình thì coi như là mình thì mình về, mình chờ cơ hội dịp sau cuộc đời. Mà nếu ai cũng may mắn hết thì ai mà còn ế giống như chị Tường. Đúng không? Chị Tường cũng may mối người ta, chị Tường vẫn ế nè. Chúc chị may mắn lần sau đi em. Thôi hai chị em may mắn lần này đi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giờ 2-in-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-in-1 mới. Như vậy là bốn người chơi rồi. Bây giờ quay trở lại với chàng trai ở chiếc ghế màu xanh nè. Vui chưa? Chưa vui là báo chị làm vui nữa. Vui chưa? Vui rồi. Vui. Giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em làm việc nhóm tốt. Thứ hai là khả năng em giao tiếp, em dẫn dắt câu chuyện tốt. Nhược điểm của em là em hơi ít nói. Tật xấu thì em chỉ có cái là em hơi bị xấu ngủ. Ví dụ như em đang ngủ mà ví dụ như bị làm phiền thì em hơi quạo, cũng hơi quạo xíu. Kiểu đang ngủ mà ai làm gì mà vô duyên, mất giấc ngủ là quạo phải không? Em hơi quạo xíu. Cái nết ngủ cũng duyên rồi đó. Rồi bên kia. Vâng, sao em? Dạ. Điểm mạnh và điểm yếu của em thế nào? Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, chăm sóc gia đình, biết chăm sóc người yêu và vui vẻ hòa đồng với mọi người. Điểm yếu của em là mỗi khi mà giận lên là hay đập đồ này nọ. Ví dụ những món đồ em đập? Dạ, điện thoại, người đứng gần cái gì đó là em sẽ đập cái đó. Chị tốn kém vậy em? Đó là đập mấy cái điện thoại đây em. Chắc cũng hơi nhiều. Trời ơi, sao nghe trời. Bên đây ta kêu trời rồi nè. Ngoài cái điện thoại em có đập cái gì mà giá trị hơn cái điện thoại chưa? Nước hoa rồi này nọ em cũng đập. Trời. Mấy mốt từ giờ về sau mình đập cái gì đó nó nhẹ nhẹ, mình đập chiếc dép. Có gì không xài thì em nhắn tin chị Tường, chị qua chị Tường hốt nha. Đừng đập địa phí lắm em ơi. Chứ mấy mốt mà mình có chồng có con đó, mình chi tiêu trong nhà đó. Trời ơi, mình đập xong là mình tự bỏ tiền ra mình mua đó em. Tiền của chồng mà chị. Tiền của chồng mà chị. Trời ơi, nhỏ này duyên dáng của tiền của chồng phải tiền của em hả? Thì của chồng công vợ chị. Thì tiền chồng công vợ thì vợ phải giữ chứ, từ vợ đập rồi tự nhiên phí công của vợ mà tốn tiền của chồng vậy. Thay nghe người ta đập điện thoại em ở đây em làm gì, em bấu tay bấu chân như vậy? Sợ. Điện thoại của người ta mà. Sợ. Sợ cái gì? Cầu thủ mà còn sợ nữa đó. Rồi bây giờ đâu em chia sẻ cho chị nghe coi là điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè. Điểm mạnh của em thì em khá là siêng đi làm kiếm tiền, chịu khó giỏi. Siêng đi làm chắc... kiếm tiền. Ngoài cầu thủ em làm gì thêm nữa nè? Trước đây em đi dạy nên em đi dạy bóng rổ cho con nít. Là giáo viên. Và em là em là giáo viên thể chất của trường trường quốc tế Úc ở quận 2 ạ. Điểm yếu của em là em hay bị stress về công việc, ít nói và xấu ăn xấu ngủ một tí. Ủa bên đây xấu ngủ thôi tôi đã mệt rồi, bên đây còn xấu ăn nữa. Xấu ăn là xấu sao? Em đói là em sẽ bị khó chịu, sẽ cọc. Nhưng mà được ăn rồi là em sẽ cười lại thôi. Vậy là cũng dễ nuôi ha. Ai biết ý cái việc đi đâu đem theo đồ ăn. Dạ đúng rồi, vậy đúng rồi. Chị cho em đồ ăn, em cho chị tiền nha. Ủa ngủ là xấu sao? Y như bạn này vậy hả? Ngủ thì em sẽ ngủ nhiều. Nếu mà bị giật mình dậy giữa chừng nó sẽ hơi khó chịu. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Nè bé Mai. Dạ. MC nè, bắt đầu nè, tác nghiệp. Không, đây là sân khấu của mọi người mà em chỉ là người chơi thôi. Dạ, em biết mình ở đâu ạ. Rồi, vậy sao nè, thế mạnh. Thế mạnh của em nghĩ là hòa đồng. Tại vì bỏ em vô môi trường nào em cũng có thể dễ dàng làm quen với cả môi trường và cả con người ở trong đó nữa. Em nghĩ một cái thế mạnh nữa của em đó là em có thể bình tĩnh. Nếu như có một việc nào đó xảy ra đột ngột, bất ngờ thì ít nhất là em cũng sẽ có được giữ cho mình một 3 giây suy nghĩ rồi mới có thể hành động. Còn về cái điểm mà xấu đi, điểm yếu đi thì em nghĩ là có lẽ là vì mình chưa có kinh nghiệm quá nhiều về yêu đương, về hẹn hò nên là em chỉ biết được là khi mà mình có một người nào đó ở bên cạnh thì mình cần phải yêu thương, phải chăm sóc họ.
Nhưng mà về chi tiết cách làm như thế nào thì có vẻ như là em hơi bị gà một tí, chưa có kinh nghiệm. Không muốn sống. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là điểm yếu của em về em tình yêu. Còn về cuộc sống của em đi, thì em nghĩ điểm yếu của em là việc nói ấy. Tức là nhiều người nghĩ rằng là công việc của em là MC thì em sẽ nói rất nhiều, ở đâu em cũng nói. Nhưng mà thực tế thì em lại cảm thấy là em chỉ thích nói khi nào mà thực sự là cần thiết với cái chương trình đó, với công việc đó. Còn khi mà quay trở về nhà thì em lại có cái cảm giác là mình sẽ thu mình hơn. Em sợ là có nhiều người họ sẽ không có chấp nhận được cái việc là khác biệt giữa hai con người của em à, như thế. Thói quen của em như là ăn ngủ, em có bị khó chịu, khó ăn, khó uống gì không? Dạ, về thói quen ăn, em nghĩ là cần phải chia sẻ trước là thật ra em ăn chay trường. Em ăn chay trường bao nhiêu năm rồi? Dạ, được 1.5 năm rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút vào tình trường. Mời em trai ở chiếc ghế màu xanh hãy nói về tình trường của mình. Em có một mối tình từ hồi em học cấp 3. Dạ. Mối tình nó kéo dài bao lâu? Sau 2 năm sau này tụi em học, thứ nhất là nó khác ngành. Thứ hai là thời gian tụi em sinh hoạt nó khác nhau. Cho nên cái từ từ nó thay đổi. Rồi lý do gì tại mấy năm nay cũng không có thêm cái mối tình nào? Dạ, tại vì mấy năm nay em tập trung chuyên tâm em làm việc. Em muốn ổn định cho sự nghiệp trước. Bây giờ em bắt đầu em đi kiếm người yêu. Thì em có dự tính với bố mẹ em là năm 30 tuổi em mới lấy vợ. Chứ đây là mua căn nhà, xong thì em sẽ tính cái chuyện em lấy vợ. Vâng à, chuyện tình yêu em như thế nào? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu là do bọn em bị mâu thuẫn về tiền bạc này nọ. Nên là mâu thuẫn tiền bạc. Dạ. Là làm ăn chung, kinh doanh hay là cách chi tiêu của hai người nó không phù hợp? Sao? Lúc mà bạn ấy đi bộ đội thì bạn ấy có phone gì cho em, thì bạn ấy nói là bạn ấy cần tiền. Nhưng mà khoảng thời gian đó thì em còn đi học nên là em không có tiền để đáp ứng cho bạn đó. Thì lúc đó là tụi em mới mâu thuẫn rồi xong rồi mới cãi nhau đến chia tay. Rồi sao? Mối tình thứ hai như thế nào? Dạ, mối tình thứ hai thì bọn em quen nhau được vài tháng. Thì cảm thấy là không có mục tiêu chung với nhau, không có chí hướng chung với nhau nên là em chia tay. Em trai ở ghế màu xanh, hồi đó giờ có mượn tiền bạn gái không? Dạ không. Ví dụ kẹt quá có mượn không? Dạ quan điểm em là không mượn. Em nói chung là vấn đề tiền bạc nó là những cái vấn đề rất là nhạy cảm. Nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái việc tình cảm của hai đứa. Cho nên tuyệt đối vấn đề về tiền bạc em sẽ không mượn. Nói cho bạn nó cho em cũng không lấy. Thẳng thái quá ha. Dữ à. Rồi bây giờ quay lại chàng trai bóng gỗ tôi nè, hồi đó giờ có mượn tiền bạn gái không cưng? Hào thủ. Mình dư tiền mà đâu mình phải làm cái tiền dư tiền mà. Ví dụ như bạn gái khổ quá mượn tiền có cho không? Em thoải mái mà. Chết. Em sẵn sàng mà. Dữ đó. Rồi bạn gái mượn xong rồi bạn gái chia tay bye bye rồi sao? Thì chịu thôi. Cái tình trường sao? Em thì chắc 2 mối tình chính đi ạ. Chính như thế nào? Thì em quen một bạn 8 năm. Trời. Trời. Là mối tình đầu hả? Dạ. Ồ, chia tay uổng quá nha em, sao vậy? Nói chung là nó có nhiều cái bất đồng quan điểm do mình thay đổi môi trường công việc. Rồi ngay giai đoạn đó em lại bị suy sụp về mảng tài chính nữa. Bây giờ em cảm thấy mình không đủ khả năng này nữa thì em dừng lại. Mà 8 năm quen người ta mà không có cầu hôn hả? Em cầu hôn rồi. Cầu hôn bạn nó nhận lời không? Dạ có. Em cầu hôn ở đám cưới của bạn em. Chỉ có biết là cuối buổi tiệc đám cưới mình sẽ có cái trò tung hoa mà. Thì em set up là cô dâu sẽ cầm cái hoa đó lại tặng thẳng bạn đó. Thì lúc mà tặng bạn đó xong thì em sẽ xuất hiện và em tặng nhận cô. Lúc đó cái không khí chỗ đó như thế nào? Bạn gái em như thế nào? Bạn gái em khóc nhiều, em cũng méo, em cũng khóc à. Ồ, đẹp quá nghe, lãng mạn quá, 8 năm mà cầu hôn đẹp như vậy. Mà sao cái cầu hôn thì bao lâu sao chia tay? Năm sau thì phải. Có bao giờ em nuối tiếc không? Nghĩ lại em có nuối tiếc? Có nhiều ạ, tại vì lúc đêm trước khi bạn đó đám cưới hôm sau thì bạn đó có nhắn tin cho em là mập ơi, ngày mai em đám cưới rồi. Sao kêu em bằng mập, chị thấy em có mập gì đâu. Dạ tại trước đó là bạn đó hay nấu ăn cho em mỗi ngày và em thích được chăm sóc nên em ăn rất là nhiều. Em có lúc em mập, rất là mập. Em lên sân đấu mà ai cũng bảo em lăn không. Bạn đó nhắn tin cho em cũng trả lời lại là cưới trước tôi thì hãy hạnh phúc nhé. Rồi em khóc nguyên đêm từ đêm đó tới sáng sau. Trời ơi. Bao nhiêu lâu sau thì có mối thứ hai? Mối thứ hai thì em quen cũng 2 năm hơn. Cũng vừa chia tay đây. Bạn đó thì nhỏ lắm, nhỏ hơn em tới 11 tuổi. Bạn đó lên quán cô em lúc bạn đó mới 18 tuổi mà em không biết. Lúc đó là em đang là chủ của quán cà phê. Bạn đó lên thì em phải tiếp khách này nọ. Thì nói chuyện qua lại em không biết tuổi. Đến khi mà bữa hẹn hò đầu tiên đi xem phim, bạn đó xuất hiện với một bộ đồng phục cấp 3 thì em cũng sợ. Bạn đó xuất hiện với một bộ đồng phục cấp 3 thì em cũng sợ.
mà sao chia tay? Khác biệt về tuổi tác rồi gia cảnh và những cái định hướng tương lai nó không có giống nhau lắm. Rồi ai đề nghị chia tay? Cổ hả? Kỳ vậy, sao cổ cua em rồi cổ chia tay luôn? Thì chắc chơi xong là... bỏ hả? Em dễ dãi quá, anh ta chơi xong bỏ. Anh thấy hai chàng trai đây cũng thật thà. Mai, dạ, cuộc tình em như thế nào? Khó nói hả? 3 giây sau dạ, mới không là im lặng đó anh, là không có cái gì trong khoảng đó hết á, là không có gì sau đó nữa. Dạ tức là chỉ là không, không cuộc tình nào cả. Thì em kể cái gì bây giờ? Là chưa có mối tình là nào chưa hả? Chưa hẹn hò chị đó. Trời ơi khổ ghê, mọi người nhục quá. Không ai tán, không có người tỏ tình luôn. Người ta nói là hả, những người ế là thường chỉ có nhìn đằng trước không nhìn đằng sau á. Không, em nhìn tứ phía luôn chị, không một ai. Nói về phía em trước đi. Ok. Em có khi nào thấy anh nào mà em rung động, em xao xuyến trong lòng chưa? Có. Có. Có rung động. Rồi. Em rung động, em có dám ngỏ lời, dám tấn công người ta không? Ôi đây sợ. Chị hỏi về tính cách đó để coi tại sao em ế. Có không? Có. Nhưng không dám. Lần sau bạo động hơn chút xíu, nghe không? Không, em sợ á. Em sợ sao? Em tỏ tình em dính á. Hả? Cái gì? Cái gì? Tại vì kiểu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên là ôi chết giờ mình tỏ tình dính phát rồi hẹn hò sao ta, mình không biết là bước tiếp theo mình phải làm gì ấy chị. Ủa thì đàn ông lo cho em, lo chi chuyện đó, em lo xa quá. Mục đích của em đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc để làm gì nè? Lại sợ đúng không? Không, sợ đã không tới rồi anh. Tới là tới là phải đỡ sợ rồi. Là phải chủ động đúng không? Bỏ cái sợ ngoài cửa mới vô đó anh. Rồi bây giờ hỏi nè, em có bao giờ cảm nhận thấy có cái anh nào nhìn mình mà có vẻ như là muốn sạc điện với mình, muốn cua mình, muốn tới với mình không? Mà cái mặt em nghiêm quá, người ta sợ người ta giọt không? Không chị ơi, em ở bên ngoài rất là hiền lành thảo mai dễ thương luôn á chị. Rất là hiền lành thảo mai dễ thương luôn á chị. Rất là hiền lành thảo mai dễ thương luôn á chị. Đẹp gái tuổi trẻ có cái lý do gì mà không có anh nào để ý? Em cũng nhìn mình trước gương bao nhiêu lần rồi, em cũng tự hỏi mình như thế rồi chị, nhưng mà thôi các chàng trai ơi, vô lý quá. Em nghĩ là em kiểm soát cảm xúc quá không? Tại vì em nói là cái chuyện gì tới bất ngờ với em cũng có thể 3 giây sau em sẽ bình tĩnh lại đúng không? Dạ. Có khi nào là em đang ngồi bị người ta tán một cái tát, trời ơi hết hồn 3 giây sau. Dạ. Vậy bây giờ em hỏi là nếu như bây giờ em bị tán cái tát một cái á thì phản ứng nào mới là bình thường anh? Tức là phải trong vòng 3 giây đó là phản ứng liền hay là phải sau 3 giây phản ứng mới bình thường? Em nghĩ là mỗi người một phong cách thôi, thì em phản ứng chậm chậm thôi, bình thường thôi. Thôi được rồi, thôi để mấy chàng trai người ta phân tích đi chứ chị chắc là khó phân tích quá. Không, dù khi vậy chứ đúng gu nhau là tự nhiên nó khớp liền hả em ơi. Bây giờ cho chị hỏi một chút xíu, mẫu người lý tưởng của em sao? Mẫu người của em thông minh, hiểu chuyện, biết chăm sóc em và chăm sóc bản thân. Ủa sao em không chăm sóc người ta mà em bắt người ta chăm sóc em? Tại vì em thích được chăm sóc. Mặc dù em thích được chăm sóc nhưng mà chắc chắn là em phải chăm sóc ngược lại. Ok, có nghĩa là em đưa tiền cho chị sẽ mua đồ ăn cho em. Là kiểu đó đúng không? Em thích vậy không? Rồi, dạ, em cứ việc chăm sóc anh đi, còn thế giới để anh lo. Thí dụ như có cái người vừa ý thì khi nào là kết hôn? Nhà cửa em có rồi, quán kinh doanh em cũng có rồi, sự nghiệp em cũng có rồi. Thì giờ em muốn cưới lúc nào cũng được. Quan trọng là phải có hợp em hay không thôi. Nhưng mà giờ hỏi thiệt nè, hồi nãy em nói bạn gái của em là đều nhỏ tuổi hơn em đúng không? Hai cái cô của chương trình hôm nay là đều nhỏ hơn em. Nói chung người ta nhỏ hơn em nhiều vậy em có ngại gì không? Tại vì em đã quen nhỏ hơn em 11 tuổi thì chắc em không ngại. Nếu mà cô gái của nhỏ quá thì chắc chắn là cô không thể nào mà lo cho em một cách chu đáo. Đúng không? Giống như ví dụ như là cô gái ở ghế màu đỏ đi lại chưa có tình trường nữa. Chưa có mối tình nào. Không thì có người kinh ta nghiệm. Phụ nữ là luôn luôn được cưng chiều, được quan tâm, được lo lắng. Cái đó em làm dễ mà. Tại vì em đòi là phụ nữ phải chăm sóc em nên chị lo. Em chiều được hết mà, quan trọng là bạn đó phải kiểu thông minh, tinh ý và vui tính thì rồi, nó sẽ dễ. Đó là cô gái ở vị trí màu đỏ. Bây giờ giả tỷ như hồi đó em thích cô gái vị trí màu xanh nè, giờ cổ chăm sóc em hết mỗi tháng cho cô cái điện thoại cô đập thôi được không? Mọi người xung quanh bảo em rất là hiền. Mà giờ cứ mỗi lần cọc lên cái đập về em sợ rồi. Chứ em chạy luôn. Thôi được rồi, bên đây luôn nha Đạt. Vui. Dạ em đang vui chị, dạ vui. Vui. Rồi bây giờ muốn tìm người bạn gái để quen 5-6 năm cưới luôn nè. Bạn gái sao nè? Thì thứ nhất là bạn phải lắng nghe, chia sẻ. Mà nếu mà chồng mình phải tin tưởng với nhau. Và điều đặc biệt là bạn phải biết yêu bản thân mình. Nói chung là yêu bản thân mình phải biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cho dù gặp bất cứ một trường hợp nào mình cũng phải biết tự bảo vệ chính bản thân mình. Còn về ngoại hình thì em không có quan tâm lắm. Em cao mét mấy? Em cao mét 8 chị. Gì mét 8 dữ vậy? Em còn cao hơn cầu thủ. Cao hơn luôn vậy. Yeah, cao hơn em hả? Cao hơn hả? Chị có cần đo không? Chị tin em. Để chị biết chị hơi ngạc nhiên thôi. À có thể này nó có da có thịt hơn này. Đến năm thấy này nó trời ơi mét 8. Rồi bây giờ vui lên nào. Mẫu người lý tưởng em như thế nào?
Mẫu người lý tưởng của em là chững chạc một xíu, công việc ổn định, không gia trưởng, biết chăm sóc cho em một xíu, lắng nghe rồi tin tưởng em. Ngoại hình thì ưa nhìn, cao hơn em được. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m68. Hai người đàn ông bên bển là cao hơn em hết rồi đó. Em có thích gì một người đàn ông gì đó nó lạ lạ không, là ví dụ như râu ria hay là hình xăm bảnh bậm trợn đồ cái gì đó? Dạ không, em không thích mấy cái râu ria hình xăm, em chỉ thích con trai tập gym. Xin mời quý vị. Dạ không thích râu ria. Không thích râu ria. Dạ xin mời quý vị, em không thích hình xăm. Em đĩa dữ lắm, đĩa lẻ lắm. Trời ơi em em bị cạnh tên con ca khó đây nè. Thế Mai, cái mẫu người em như thế nào? Có phải là người ngoài hành tinh không? Có phải là người ngoài hành tinh không? Tại vì em thích được cưng chiều lắm. Để xem có cần ưa nhìn không ta. Tại giờ nếu mà nhiều tiêu chí quá, xong người ta kêu là ế là đúng rồi, lắm tiêu chí quá. Nhưng mà em có thì em cứ nói đi chứ. Em nghĩ là nếu như một ai đó thích một ai đó thì chỉ cần để tâm tới họ thôi là sẽ biết được họ muốn gì, họ cần gì. Nên em mong được cái đối phương của mình sẽ cưng chiều em là một phần, hai là có thể để ý và để tâm tới em. Để biết được là lúc này em cần điều gì, lúc này em không cần điều gì. Và đương nhiên khi em đòi hỏi người đó cái sự để tâm á, thì em cũng sẽ để tâm tới bạn đấy. Em vừa muốn được cưng chiều mà em còn vừa cưng chiều bạn nữa thiệt á. Tại vì với tất cả những người bạn bè chơi chung với em cho tới bây giờ đều cảm giác được là em sẽ có cái thói quen là kiểu chăm sóc họ. Là em sẽ để ý là bạn này sẽ như thế nào, như thế nào, như thế nào, sẽ muốn gì, cần gì và thích ăn cái gì chẳng hạn, như vậy là em sẽ để ý hết. Để em có thể quan tâm được họ tối đa. Nào đó là lý thuyết thôi phải không? Chứ em chưa yêu ai sao? Thì đó là bạn thân, thì bây giờ mình nâng cấp bạn thân lên là thành bạn trai. Mới bạn thân thôi là em đã để ý người ta dữ vậy rồi. Huống chi là bạn trai đúng không? Đúng rồi. Em đúng cần rồi. Cái sự đúng bên rồi. Trong nội tâm, nhiều, nội tâm, nội tâm. Dạ. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện ngày hôm nay có thành công hay không thành công chị chưa biết. Dạ. Nhưng mà thành tâm mà chị chia sẻ, em ráng có bồ sớm nha. Biết sao không? Phí phạm tuổi thanh xuân lắm, đẹp quá, trẻ quá mà. Bây giờ em đã đẹp rồi nhưng mà em có bồ em còn đẹp hơn nữa. Chị gái em, chị ấy lớn hơn em 9 tuổi là là bây giờ ba đứa con rồi. Ví dụ như là buổi tối nào em báo với chị em là chị ơi giờ em không có về nha, em ở lại nhà bạn á. Xong rồi chị em hỏi lại, hey, bạn trai bạn gái? Cái em kêu chứ, gái. Trời gái ơi. Gái ở là mẹ gì? Trái rồi chứ. Tức là cả nhà em đang mong em có bồ mọi người. Mà em có mong hay không? Bản thân em mong không? Mong thì bây giờ một hồi nữa là làm ơn làm phước cố gắng bật đèn rồi lên hết bụt nha. Chiếu chị bắn bùm chéo cho chị nha. Dạ vậy bây giờ thì các Tường xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ xem tiếp những cái ý kiến của những người thân. Mặc dù là ngày hôm nay họ không đến được ngay tại trường quay này, nhưng mà chúng ta cũng lắng nghe ý kiến của họ nha. Hello em trai. Hello anh chị. Em tên Khánh Đạt. Em là bạn của Vân. Hồi nãy giờ em nghe các bạn nữ rồi cũng như là hai chàng trai hôm nay chia sẻ thì cái suy nghĩ của em, cái cảm nhận của em là ngồi khách quan ở bên ngoài thì em thấy như thế nào? Bạn giấy xanh á, nhìn có vẻ chững chạc, chững chạc có lại có tiêu chí mục đích sống rồi nọ cho tương lai cũng rất ok, rất ổn, không sao hết. Còn về mà anh nấu đen thì cũng rất ok, anh có cái phong cách ăn mặc đồ nọ nhìn rất là thời trang hiện đại. Nếu em là Vân là em sẽ chọn anh ghế sinh dương á. Rồi hai người cùng nhau là xem tuổi với nhau rồi yêu thương nhau, vì nhau phấn đấu rồi dung hòa, hiểu nhau. Cảm ơn em. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa chị Tường ơi? Mình hãy làm nhiệm vụ của mình đi nè. Mở cửa trái tim. Cảm giác như thế nào? Đầu tiên của em khi nhìn thấy hai chàng trai ngày hôm nay là như thế nào? Sau 3 giây nữa phải đợi. Thì phải để suy nghĩ chứ. Đúng rồi, suy nghĩ đi em. Dạ vui ạ. Bây giờ mà em nhìn chăm chăm người ta thì có kỳ lắm. Không có gì kỳ hết trơn em. Tại vì mở cửa ra để cho mọi người nhìn nhau mà. Mặt căng quá, vui lên em, người ta đang nhìn mình vui lắm. Nhìn cô đúng rồi đó. Mắt nhau trời. Thôi giờ chuyển qua tên Thiết Kiều nè. Thi Vân. Thi Vân. Thi Vân tôi qua tới Thiết Kiều luôn rồi. Trưng chuyên quá, Thi Vân đi chọn Phúc. Thấy hai bạn thì cũng được, nhìn cũng lịch lãm, ok. Anh áo xanh thì hơi lịch lãm hơn một xíu. Tắt em mình mà vui lắm. Thấy cười thôi chị. Anh thấy anh ghế màu đỏ mới là nhìn ngầu hơn á. Nhưng mà người ta không thích râu.
mặt lý do gì em thích râu? Nhìn nó sao sao, tại sao em mà thấy mấy người mà có râu là em sẽ nhổ hết đi, em không thích. Anh Đạt ơi, coi chừng anh Đạt ơi. Thì nãy giờ anh ngồi né né không à, ngồi né né không. Không, nhưng mà tại sao em không thích râu? Chị là cũng không thích râu đó. Em nói trước tại sao em không thích, rồi chị sẽ nói tại sao chị không thích. Mỗi lần hôn nó cả cả. Mỗi lần hôn nó cả cả. À, yeah, đó thấy chưa? Tôi không thích râu tại tôi sợ dơ. Ủa râu sao dơ chị? Thì chị, ủa kệ chị. Thì chị, anh Đạt, mình chị... để râu mình đâu có dơ đâu. Không, mà nhưng mà đối với chị, con mắt chị nhìn là chị thấy râu, chị thấy dơ. À vậy hả? Bụi nó sẽ bám vô râu của em. À đó, vậy để em quay qua. Bé Mai, thích râu không? Sao cũng được. Cô bé này có vẻ dễ chịu hơn ha. Ừ. Tại vì có thể cạo mà chị. Có thể cạo mà chị. À có thể cạo. Chị nói cho em biết một cái tin khoảng tầm 90% chị em phụ nữ là không thích râu. Chỉ có 10% là sẽ thích râu thôi. Vậy em phải đợi. Đợi gì? Đợi 10% xuất hiện. Ok, em cứ đợi 10% xuất hiện. Rồi, cái bây giờ qua hai chàng trai của tôi. Thôi lỡ kính lão đắc thọ nha, tôi kính lão đắc thọ nha. Anh lớn nhất á. Anh lớn nhất, cho anh ý kiến trước. Nhất. Em đi về được không? Cảm xúc đầu tiên khi thấy hai cô gái của chương trình ngày hôm nay. Hai bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Giọng nói thì rất là ngọt ngào này nọ, thu hút. Không, thật ra là vui lên, vui. Em thấy vui. Chắc đầu tiên của em thì hai bạn mới tên. Thứ tiên là hai bạn rất là xinh. Mỗi bạn mỗi một cá tính, mỗi bạn một sắc màu. Thật tình thì em thấy em có ấn tượng với bạn riêng một ghế màu xanh. Ấn tượng vì cái điều gì? Bước ra em thấy bạn, thứ nhất là bạn nhìn bạn rất là xinh. Thứ hai, bạn có một cửa là tỏa nắng. Theo thấy như là... lúc mà trước khi mở cửa trái tim thì em tưởng tượng là được bao nhiêu phần trăm. Mà mở cửa ra thì em thấy nó được bao nhiêu phần trăm? Em đã tưởng tượng là khoảng 80%. Rồi giờ sao cuối cùng trên thực tế? Mở cửa ra đó là 100%. Ghê vậy? Thì em thấy là bạn rất là được. Em muốn tấn công vô mục đích ngày hôm tấn nay. Tấn công cho chị, hỏi thôi người tấn ta trả lời. Tấn công liền. Câu đầu tiên em muốn hỏi anh ghế xanh. Rồi. Dạ. Yeah. Công việc của anh là IT đúng không ạ? Ừ. Thì anh có nhiều thời gian để chăm sóc bạn nữ hay không? Thông thường là công việc IT em thấy là mình làm việc cũng khối lượng công việc cũng kha khá đúng không? Thường là nếu là chạy dự án thì còn nhiều hơn thì anh có thời gian hay không để chăm sóc cho bạn nữ? Và nếu mà với một người mà muốn được chăm sóc nhiều, được quan tâm nhiều, được anh dành thời gian nhiều thì anh có thể đáp ứng được không? Về vấn đề này thì đương nhiên anh đáp ứng được. Tại vì chủ yếu cơ bản là công việc của anh là chỉ bắt đầu từ 8 giờ sáng cho tới 6 giờ tối. Và cái về cái vấn đề quan tâm nhau thì mình có nhiều cách để mình hức để mình quan tâm lẫn nhau. Còn về vấn đề về thời gian thì đương nhiên khi mình quen nhau mình sẽ có những cái mình đưa ra thời gian, quỹ thời gian cho nó hợp lý, để hai bên nó có tương đồng được với nhau về quỹ thời gian, cũng có nhiều thời gian để mình gặp gỡ hơn. Một câu nữa thôi nha. Anh có khả năng để làm cho bạn nữ đó từ đang nóng tính, đang giận thành ổn hơn? Ủa, em đang hỏi cho em hay hỏi trai vậy? Không, em hỏi bạn nữ kia đó, tại em thấy anh hơi vậy. Lên đây ngồi để anh xuống ghế đó anh ngồi. Chứ tại em cũng đâu biết đâu, giờ người ta thích nấy mình hỏi dùng phải... thôi, sao dạ. Hỏi trả lời đi cưng. Dạ. Yeah. Thì cái này nếu mà bạn nữ nóng thì cái đầu tiên thì anh sẽ là để cho bạn nói cho hết. Đợi trước anh. Đập trước thì là không sợ rồi. Về vấn đề này thì đương nhiên khi mình đã yêu nhau thì mình phải biết. Mình né ra những cái món đồ nào mà vẫn đắt tiền. Nếu mà bạn muốn đập thì em sẽ mua điện thoại đồ chơi cho bạn chơi. Điện thoại đồ chơi em mua sỉ luôn cũng được nữa. Thì bạn tức bạn đập cái đó không sao. Còn cái vấn đề mà có thể xoa dịu được người yêu ấy, anh sẽ để cho bạn ấy nói cho hết. Khi nào mà bạn ấy cảm thấy mình nói hết thì trong lòng rồi, sẽ cho bạn thời gian nửa tiếng tới một tiếng để bạn phải ổn định lại tinh thần. Được chưa cô? Được chưa? Được chứ chị. Ủa vậy? Chơi. Ở đây chương trình có hai MC rồi cưng. Hỏi tiếp được không? Hỏi đi. Tôi biết mà. Thật ra là cảm nhận lúc nãy khi mà mở em ra là em có rất là thích nha. Rất là thích những anh mà mặc đồ full đêm. Nên là có cảm giác rất là tốt với anh. Nãy giờ thấy được khen. Không, anh cũng khen em nãy giờ với bộ. Dạ. Ok. Cái là em ăn ủi một chút tùy gu thì chắc thật ra em vẫn cảm thấy là em rất ngầu. Nên là anh có biết làm những công việc lặt vặt trong nhà không? Việc làm vào trong nhà thì anh vẫn có thể làm được, chỉ bỏ qua nấu ăn thôi. Tại vì anh chỉ biết nấu mì gói với lại chiên trứng thôi. Có thể được hay là anh có thích làm không? Anh hay là người bị hơi ngăn nắp một tí. Yeah, mặc dù nhìn mình bề ngoài mình có thể bừa bộn, nhưng mà việc mà sắp xếp đồ vật này nọ trong nhà anh cần nó phải nó hơi tươm tất một tí. Anh thích tươm tất là một chuyện, nhưng ai làm cho cái nó tươm tất? Dạ, nhiều khi em làm em ở mình mà. À thì đó, phải nói rõ cho cổ. Vấn đề là cổ đang hỏi là em có phụ cổ làm việc nhà không? Thì mình phải giúp đỡ lẫn nhau với chị. Anh biết sửa điện sửa nước không anh? À, mấy cái đó cho anh gọi tổng đài. Đúng rồi, anh không làm mấy cái đó, nhưng anh có tiền nhờ người khác làm. Chứ mà lỡ có những cái là người ta kêu cái gì mình không biết làm thì mình nên sử dụng người khác làm. Đúng cho mình. Đúng rồi, ok. Yeah. Cũng được.
Sao? Bây giờ anh không biết làm gì hết á, anh chỉ có tiền thôi. Đâu phải vậy đâu, trời ơi. Cứ như vậy cho chị. Dạ ok. Quay qua lại với Thiên Vân. Hồi nãy bạn em á là nói là em sẽ hợp với cái anh này. Ý em sao? Khi mà diễn màn ra em gặp anh áo xanh á thì em thấy chưa có gì rung động nhiều, chưa có gì mà chạm được tới trái tim của em. Em muốn người lớn tuổi hơn em một xíu. Đấy, lớn tuổi hơn em nè. Nhưng mà có râu với có xăm. Em đã bị gạch rồi. Okay. Để râu thì cạo được. Chứ không muốn gì đó hết. À, nhưng mà giờ chị hỏi nè, mấy bạn, hai bạn trẻ với nhau đi. Rồi ai cũng lo cái sự nghiệp. Tại vì cái tuổi mới 23-24 á. Ở đây thôi, ông chủ ngồi riêng ngồi nghe đi nha ông chủ. Là bây giờ mà ba bạn mà sắp lá cả nhau, toàn sang sẻ tuổi nhau mà ai cũng phải đi làm. Thế thì bây giờ rủi nhưng mà mấy bạn như vậy mà cùng lấy nhau về thì cái việc nhà các bạn có phụ nhau làm hay không? Thí dụ quan điểm của em có cho vợ em đi làm không? Hay là em lấy vợ về thì vợ ở nhà phụ việc nhà? Không, quan điểm của em là vợ chồng bình đẳng. Vợ đi làm, em cũng sẽ để cho vợ đi làm. Còn về mấy vấn đề việc nhà thì nếu mà vợ em nấu cơm em sẽ rửa chén. Chia đều công việc ra, nói chung là bình đẳng. Vợ làm một thì chồng làm một, vợ làm hai chồng làm hai. Hai là... trong một, một mà hai giống như là bột giặt choi gì đó quý vị ơi. Bột giặt choi, hai trong một, giặt và xả tất cả trong một sẽ hỗ trợ cho các em làm việc nhà. Đúng không? Mình không có phân chia ra cái nào của vợ, cái nào của chồng hết. Mà nói chung ai rảnh thì làm. Bây giờ là tới ông chủ được lên tiếng nè. Nãy giờ là bị trả lời không à. Vậy em có muốn hỏi các bạn nữ ngày hôm nay cái gì không? Hay giờ tặng quà đi. Em gái, mình mạnh mẽ hơn ảnh. Nữa, bé chậm 3 giây. 3 giây. Dạ, tặng quà em. Tại vì món quà này nó có ý nghĩa và có thông điệp của em gửi tới cái người đối phương. Nên là em muốn nếu như được thì cho em sau khi lựa chọn xong. Nếu như người đó thực sự chọn em chọn người đó thì em sẽ tặng. Còn nếu mà không ai chọn ai là đem về. Mang về. Mang về. Không tặng sao anh Đạt. Thôi, anh cũng dám nhận đâu vậy. Rồi, thôi bây giờ nè, cơ hội cuối cùng cho tất cả những người tham gia chương trình. Có còn ai muốn phát biểu gì nữa hay không? Suy nghĩ. Thi Vân. 3 giây. Em. Tôi qua tới em rồi đó. Mà ba em giây tới nè, em luôn rồi, giây rồi đó. Tới em luôn rồi. Em hỏi lão bạn. Được. Ok. Anh có kiểm soát người yêu của mình không? Nói thật sự là anh gần như anh để bạn gái mình thoải mái. Vấn đề ở đây là mình tin tưởng lẫn nhau thôi. Chứ để mà mình kiểm soát một ai đó thì mình sẽ làm họ sống trong một cuộc sống rất là khó chịu và bí bách. Em hết rồi. Nhất định là cũng không cạo râu đúng không? Tại vì em cạo râu nhưng mà em ngu lắm. Nó không có được cái ngầu như vậy được. Không, chị thấy em rất ngầu, em cạo râu rất ngầu. Em tinh thị thử cho một lần. Chị nói em nghe nè, bộ râu để em để 2 tuần nó ra được vậy đúng không? Hai tuần thôi. Em hy sinh gì cái câu nói chị Tường, hai tuần thứ coi nhiều khi đời. Nhưng mà giờ lúc đó người ta gặp mình không có râu xong người ta ok, hai tuần sau cái mình có râu cái người ta không có ok nữa. Không, ăn thua lúc đầu thôi à. Vô rồi là muốn làm gì làm. Hiểu không? Okay. Mở cửa nhà ra người ta vô, chốt lại là muốn làm gì làm. Quan trọng là bây giờ mình có râu người ta đứng trước cửa người ta chưa vô, cạo râu người ta vô, nhốt lại mọc râu. Ok. Thành với bộ. Thử đi. Ok. Vậy đi. Thời gian tìm hiểu nhau tại chương trình đã hết. Đến với chương trình mỗi người đều có 3 cái quyền được lựa chọn. Một, lựa chọn bấm cái nút màu đỏ. Hai là lựa chọn bấm cái nút màu xanh. Nếu mình có để ý một cái người nào ngồi ở cái ghế màu nào thì mình bấm cái nút màu đó. Quyền lựa chọn thứ ba là ta không cảm thấy có cảm xúc gì cả thì chúng ta có quyền không bấm. Mình có quyền thứ tư không chị? Quyền thứ tư là bấm gì? Bấm hai gì nữa? Bấm hai nút rồi đèn tôi nó chập mặt rồi nó tắt điện luôn rồi sao? Là anh bấm nguyệt em luôn á. Xin mời các bạn hãy đặt tay vào nút bấm của mình. Bây giờ các bạn có 5 giây để lựa chọn cho mình một quyết định chín chắn nhất. 5 4 3 2 1 Em mong được cái đối phương của mình sẽ cưng chiều em là một phần. Hai là có thể để ý và để tâm tới em. Để biết được là lúc này em cần điều gì, lúc này em không cần điều gì. Và đương nhiên khi em đòi hỏi người đó cái sự để tâm á, thì em cũng sẽ để tâm tới bạn đấy. Thông minh, hiểu chuyện, biết chăm sóc em và chăm sóc bản thân. Chững chạc một xíu, công việc ổn định, không gia trưởng. Biết chăm sóc cho em một xíu, lắng nghe rồi tin tưởng em. Đánh giá đầu tiên của em thì hai bạn mới lên. Thứ tiên là hai bạn rất là xinh. Mỗi bạn một cá tính, mỗi bạn một sắc màu. Thật tình thì em thấy em có ấn tượng với bạn riêng một ghế màu xanh. Bấm. Bấm đi nào. Bấm thôi. Em bấm đi.
chỉ em bấm. Chị qua chị bấm nguyệt em giùm. Ừ. Chị thích em nè, bắt tay với em cái nè. Một người đàn ông rất là mạnh mẽ. Đúng. Rõ quan điểm ngay từ đầu. Thích là bấm. Vì sao? Vì sao bấm đúng màu xanh? Ừ, như em chia sẻ từ đầu á, em quan trọng cái cảm giác đầu tiên hơn. Em thấy là bạn nữ bên ghế màu xanh nó có vẻ có nét tương đồng với em, cho nên em mới bấm. Hồi nãy chị hỏi bạn đó, bạn nói là nhìn thấy em bạn không có, chưa có cảm xúc gì hết. Em có nghe không? Có. Mà lúc đó em suy nghĩ như thế nào? Em nghĩ là bây giờ tại vì cái gì cũng vậy hết. Cái thời gian ban đầu khi mình ngồi trong trường quay này, thời gian nó quá ngắn. Đúng không? Mình không thể cảm nhận hết được về nhau có. Thì cái chuyện vấn đề mình không rung động thì nó rất bình thường. Có nghĩa là người chàng trai này rất là quyết đoán. Rất là, như là quyết tôi định. Tôi thích là tôi bấm. Em không có chút rung động nào luôn hả cơ? Chưa có rung động gì. Một người là không có rung động, mà một người là có rau có xăm là bỏ luôn. Trời đất ơi. Còn em vẫn giữ lập trường là một tờ giấy trắng. Vì sao em không bấm? Vì em nghĩ cái cảm giác của em cũng là chưa có phù hợp với anh nào ấy. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Là lý do tại sao hôm nay em không có lựa chọn được ai? Nói chung là hai bạn rất là xinh, về cá tính, về mọi thứ, công việc này nọ, mọi người rất là ok. Nhưng mà nhiều khi nó còn phải có cái tình yêu sét đánh. Có nghĩa là hiện tại chưa có cái cú sét. Thôi mời các bạn đứng lên. Thưa quý vị, hôm nay là Cát Tường và Hứa Minh Đạt cũng đã cố gắng hết sức. Nhưng mà mọi người cũng thấy rồi đó, là chúng tôi đã thất bại. Thì nói chung thất bại lần này thì ta sẽ cố gắng ở lần sau. Chị Tường thay mặt cho chương trình cũng rất là cảm ơn các bạn đã tin tưởng và đăng ký tham gia chương trình. Và bây giờ là những món quà dành tặng cho các bạn. Quốc Việt Food xin gửi tặng mỗi bạn một sản phẩm cốt bún bò của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ, giúp cho món ăn của ta thơm ngon nè, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Mặc dù là hôm nay thất bại, nhưng mà nhãn hàng Joy cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Đây, gửi tặng cho hai bạn luôn. Và bây giờ chương trình ghép đôi thần tốc phiên bản kết đôi dư ý xin tạm dừng ở đây. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc, đó là vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật trên kênh YouTube MTV Media. Và một lần nữa, các tôi xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.